Chào mừng các bạn đã quay trở lại với TBS Media và mình là Tony Phùng đây. Đây là MacBook Pro 14 inch. Mình nhớ hồi tháng 3 mình mua con này là vào khoảng tầm 50 triệu. Và bây giờ cũng màu này, option này bên Hoàng Hà Mobile đang bán hàng SA/A là hàng chính hãng Việt Nam á, 42 triệu 890 nghìn. Và rõ ràng đấy là một mức giá thực sự là cực kỳ hời cho chiếc laptop này. Vì rõ ràng những giá trị nó mang lại nó xứng đáng với mức giá trên 50 củ, gây chưa? mình nói nghe nó hơi nguy hiểm tí xíu thôi, nhưng mà hôm nay mình muốn chia sẻ đến cho các bạn về món đồ công nghệ mà mình ưng ý nhất năm vừa qua, mà mình cảm thấy hơi tiếc đấy là tại sao mình không mua cái laptop này sớm hơn. Trước đây cái thời điểm mà mình chưa build PC ở trên nhà thì phải dùng một cái từ đấy là chiếc laptop này cân hết, cân đầy đủ, cân trọn vẹn, cân tất tần tật những thứ mà mình cần ở một cái máy tính. Nhưng mà một phần là mình cũng lười vác đi vác lại, và một phần nữa là mình cũng muốn trải nghiệm Windows 11, thế nên mình mới build một cái bộ PC trên nhà. Và cái chiếc laptop này lúc này nó lại cố định ở dưới cái văn phòng của mình, và những lúc mà mình cần phải đi ra ngoài thì nó sẽ theo mình mà thôi. Ok, hôm nay mình sẽ muốn chia sẻ lại về những cái được, những cái mất, những cái vui, những cái buồn mà mình nhận được khi sử dụng chiếc MacBook này cho cái công việc hàng ngày của bản thân mình. Bắt đầu ngay sau intro nhé. Video này nó mang tính chất đấy là chia sẻ nhiều hơn thay vì là đánh giá. Tại vì là đánh giá thì mình cũng đã có video review rồi, chia sẻ sau khoảng một thời gian dài sử dụng thì mình cũng có nói rồi. Thế nhưng mà mình vẫn muốn mang nhiều cái cảm xúc của mình vào cái chiếc laptop này nhiều hơn. Và mình cũng muốn nói lại một lần nữa, đây là món đồ công nghệ mà mình ưng ý nhất năm vừa qua. Năm vừa rồi thì mình mua nhiều món đồ công nghệ lắm các bạn. Điện thoại này, máy ảnh này, đồng hồ này, phím cơ này, tai nghe này, đủ thứ trên đời. Thậm chí nếu mà nói về xe cũng là một món đồ công nghệ thì mình cũng mua cái xe ô tô rồi. Nhưng mà cái giá trị mà nó mang lại và để mà mình có thể mua được tất cả những thứ kia thì nó lại ở cái con này các bạn ạ. Đúng rồi đấy, đây là cái máy tính chính của mình để giúp mình có thể kiếm được ra tiền. Và cái công việc của mình các bạn cũng biết đấy là gì, đấy là mình quay video hàng ngày. Thì mình muốn quay được video mình phải có kịch bản. Đây sẽ là cái công cụ để giúp mình tìm kiếm những cái ý tưởng, giúp mình có được những cái kịch bản như thế. Đây cũng là cái công cụ để giúp mình có thể đọc được những cái kịch bản của các bạn content gửi cho mình. Và đây cũng là cái món đồ để giúp mình có thể tương tác với những khách hàng. Bây giờ thì hầu như sẽ làm việc qua mail, Telegram, Messenger các thứ để mà không bị miss những cái thông tin quan trọng, nốt lịch lại các thứ. Nên nói chung cái nhu cầu công việc của mình nó gói gọn tất cả trong chiếc laptop này, nên nhờ nó thì mới có vô số những cái thứ kia. Nên các bạn thấy cái tầm quan trọng của một chiếc laptop, của một chiếc máy tính cá nhân chưa? Ok, thế thôi, mình không bàn về yếu tố đấy nhiều nữa. Nhưng mà những cái cảm xúc mà nó mang lại thì thật sự đây là một món đồ vô cùng quan trọng luôn. Thế thì tại sao mình lại đánh giá nó là món đồ mà mình thích nhất năm vừa qua? Cái điều đầu tiên ấy, đấy là cái giá trị sử dụng của nó tốt hơn ngoài sức tưởng tượng đối với bản thân mình. Mình hơi tiếc tiền, thế nên mình mua cái bản base 16GB và 512GB SSD bộ ở trong. Hiện tại là mình không còn edit video nhiều nữa, thế nên 512GB đối với mình là đủ. Tuy nhiên cái điều mình thiếu ở đây đó là 16GB. Thì cảm giác trong một vài trường hợp lúc mình cần phải edit hình ảnh Photoshop hay là dựng video với Premiere thì nó hơi thiếu một chút. Một chút thôi các bạn nhé. Chứ thực sự thì 16GB với macOS và đặc biệt lại còn là Apple Silicon á, thì nó vẫn đáp ứng được rất đầy đủ tất cả những nhu cầu hàng ngày và thậm chí là những nhu cầu nặng nề của mình một chút xíu. Mình vẫn có thể tự tin sử dụng nó để mà edit hình ảnh với Photoshop những file RAW rất là nặng, đâu đó tầm khoảng 100 MB rồi thậm chí vài trăm MB là chuyện bình thường. Mình vẫn có thể edit rất là mượt mà những video độ phân giải 4K 60fps một cách ok hết luôn. Thậm chí đóng nhiều lớp layer, đóng nhiều hiệu ứng các thứ và chiếc laptop này vẫn xử lý một cách mượt mà trơn tru hết. Và cái hay ở chỗ đây là nó xử lý tất cả những thứ vừa rồi, cho dù là nặng nề đến đâu chăng nữa, trong sự yên tĩnh gần như là tuyệt đối. Đúng không? Nếu như trong cái lúc kiểu như thế này nha các bạn nhé, mình đang tút sạc ra các thứ mình sử dụng, lướt web, mình check ABCIZ các thứ, thì không nói làm gì. Tại vì lúc này là nó siêu yên tĩnh. Nhưng nếu mà mình cần á, mình làm những cái nặng nề như mình vừa nói, những cái ứng dụng nó nặng hơn chút xíu á, quạt gió cũng gần như không bao giờ buồn quay. Chỉ trừ khi bao giờ nhiệt độ của con CPU lên cực kỳ cao, lên đến 90 mấy độ thì quạt gió mới bắt đầu, nó mới chịu quay lên để mà tản nhiệt cho con CPU thôi. Tại vì giới hạn của Apple trang bị cho những cái này là khoảng tầm 100 độ. Bao giờ chưa đến 100 độ là ông Apple ông kệ nó luôn. Ảo thật sự. Nhưng mà rõ ràng đấy, mình cần một cái thiết bị phải yên tĩnh nhưng mạnh. Nó là cái con duy nhất làm được. Những mẫu laptop gaming Windows thậm chí có cấu hình cao hơn, bá đạo hơn, nhiều tính năng xịn sò hơn, nhưng nó ổn, thậm chí là nó rất ổn.
để có được những cái trải nghiệm và với những cái tác vụ cơ bản giống như mình sử dụng trên chiếc laptop này. Thế rõ ràng dùng cái này nó sướng hơn rất nhiều. Mình mua máy để phục vụ cho cái nhu cầu của bản thân, thế mình cũng không quá quan trọng đây là nó đang bao nhiêu độ, CPU có bị quá nóng hay là không, có cần phải làm gì để mà hạ nhiệt độ CPU xuống không, mình kệ nó luôn, nó vẫn cày được cho mình. Cái đấy là cái điều quan trọng nhất. Và hiện tại đến bây giờ sau gần một năm, nó vẫn thực sự cực kỳ là ok trong những cái nhu cầu hàng ngày của mình. Đấy, đấy mới là cái điều quan trọng. Tiếp theo nữa này, MacBook tút sạc ra vẫn mang lại một cái hiệu năng thực sự rất là tuyệt vời. Và đó cũng chính là cái thứ mà mình vô cùng thích trên chiếc laptop này. Đã từng có một buổi livestream các bạn nhé, mình livestream bằng con MacBook này mà mình không buồn cắm sạc luôn. Mỗi tội đầu hôm đấy thì nó đốt pin hơi kinh một chút xíu. Đấy, sau một buổi livestream hôm đấy mình nhớ là khoảng một tiếng, hơn một tiếng, thì pin nó còn đâu đó tổng khoảng 30%. Tức là với cái nhu cầu bình thường của mình á, pin con này sợ cỡ khoảng 7-8 tiếng. Nhưng hôm đấy livestream nặng quá, ép cho cái máy vào hoạt động kinh khủng quá, máy nóng lên cũng ghê gớm quá, thế nên đốt pin một cách nhanh hơn. Thì thôi, ok không sao. Cái quan trọng đấy các bạn thấy không? Livestream nặng đấy. Hồi đấy là OBS còn chưa native, nó đốt pin kinh khủng luôn đấy, CPU lúc nào full load 100%. Mà không cần cắm sạc. Laptop Windows sao làm được, đúng không? Rồi thêm một cái nữa này, khi mà mình đi ra ngoài các thứ thì chiếc laptop này vẫn đáp ứng đầy đủ tất cả những nhu cầu của mình mà mình không cần phải quan tâm nhiều vấn đề mang theo cái củ sạc cho nó hay là không. Con laptop này nó mạnh như thế nhưng cái củ sạc kèm theo chỉ là 67W thôi các bạn. Tức là gì? Tức là mình mang một cái củ sạc điện thoại thôi, nó nhỏ xíu thôi là cũng có thể sạc cho cái laptop này một cách ok luôn rồi. Thậm chí nhiều lúc mình lười mình còn đóng luôn cái củ sạc pin dự phòng 26.800 mAh của mình. Cái củ đấy cũng tối đa là 45W, mình cũng sạc vừa cho cái con laptop này được luôn. Hay thậm chí các bạn nào mà xem TikTok của mình thì cũng biết mình có sử dụng một cái gọi là cái củ sạc có thêm một cái nguồn lên trên 65W đến từ DraPower. Mình cũng dùng luôn cái cục đó để mà sạc luôn cho cái laptop này. Nên cái việc mà phải đi ra đường không bao giờ phải lo lắng cái việc mang theo củ sạc riêng cho nó nhẹ đầu lắm các bạn, không bao giờ phải lo. Thế đây cũng là một trong những thứ mình rất thích khi sử dụng cái laptop này. Không thể phủ nhận được thêm một cái thứ khác nữa, đấy là cái sự đồng bộ trong hệ sinh thái Apple ecosystem các bạn ạ. Mình vẫn có một cái iPhone và trong những cái lúc mà mình cần phải làm việc ABCZ gì đó, mình cần phải chuyển này chuyển qua các thứ thì copy trên iPhone, paste luôn lên trên máy tính này của mình một cách rất là nhanh, rất là gọn. Thậm chí đang phải làm cái thứ gì đó, mình cần phải chụp nhanh những hình ở bên ngoài sau đó paste vào cái máy tính này. Mọi thứ cũng đều thực sự rất là đồng bộ, rất là nhanh. Đó, nói chung á thì riêng về cái trải nghiệm sử dụng cho cái công việc của mình thì rõ ràng mình thấy là cái MacBook này nó phục vụ từ A cho đến Z và tất cả những cái nhu cầu của mình đều thực sự cực kỳ là ngon. Trước đây lúc mà mình chưa build PC, đây cũng là cái cỗ máy để mình livestream hàng ngày luôn các bạn. Quá bá đạo trong một chiếc laptop như thế này. Ok chưa? Rồi đương nhiên nó cũng có rất nhiều thứ khác tuyệt vời, ví dụ cái màn hình mini LED độ sáng rất cao, sử dụng ngoài trời cho dù trời nắng đều ok, mang ra ngoài đường dùng quán cà phê không bao giờ mình phải lo đến cái việc là phải kiếm cái chỗ nó không có ánh nắng cái thứ gì vào, tại vì màn hình lúc nào cũng thực sự rất là tuyệt vời. Đấy là còn chưa kể cái promotion 120Hz vuốt cực sướng trên nó nữa. Và cái trackpad này thì càng dùng càng mê, càng dùng càng nghiện thôi. Nhưng lúc đi ra đường thì đấy cũng lại là một trong những yếu tố mà mình tự tin không bao giờ phải mang thêm chuột để làm cái gì, không bao giờ mình phải mang thêm những cái phụ kiện rườm rà. Có chăng mình là một thằng gõ bàn phím cơ custom á, thì cái bàn phím của MacBook này không thể nào thỏa mãn được mình, mà nói thẳng ra là không có bất cứ một cái bàn phím laptop nào thỏa mãn được cái đôi tay của mình khi mà mình gõ. Nhưng mà cũng rất mừng một cái là khi mình ra ngoài đường á thì mình không cần phải gõ content, cũng không cần phải gõ nhiều ấy, mình chỉ có lướt và check là chính thôi, thì nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến vấn đề đó của mình. Chứ nếu mà ảnh hưởng chắc mình phải sắm thêm con bàn phím cơ khi mà mang ra ngoài đường luôn đấy các bạn ạ. Chơi phím cơ xong gõ phím thường thì phím laptop cứ cấn cấn sao không nổi luôn. Rồi loa ngoài tuyệt vời, webcam vẫn thực sự rất là ấn tượng đó. Vậy các bạn thấy sao? Cá nhân mình á thì để đầu tư cho một cái công cụ để mình kiếm được ra tiền thì rõ ràng là cái thời điểm mình mua con này là 50 triệu. Đến bây giờ cho dù nó có mức giá rất thơm là khoảng gần 43 triệu tại Hoàng Mobile ấy, thì mình vẫn thấy là nó quá xứng đáng luôn. Và thậm chí là mình còn tiếc, đấy là tại sao mình không mua nó sớm hơn. Và mình còn tiếc là tại sao mình không mua cái option nó cao hơn một chút xíu, ví dụ như là 32GB 1TB SSD chẳng hạn. Nhưng mà không sao, đến bây giờ thì nó vẫn phục vụ rất là tốt. Và mình tin chắc là chiếc laptop này sẽ vẫn còn theo mình ít nhất ở năm 2023 này nữa. Còn bạn thì sao? Hãy để lại ý kiến ở comment phía dưới nhé. Và các bạn chia sẻ xem món đồ công nghệ nào là món đồ công nghệ bạn thích nhất là vừa qua. Comment. Thế rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.